Đừng tức giận với những kẻ chê bai mục tiêu của bạn. Đừng tức giận với những người khẩy miệng cười vào những việc bạn làm. Đừng tức giận với những ai hả hê vì thất bại của bạn. Vì bạn không có quyền tức giận với họ, và họ cũng không đáng để bạn nổi giận. Kẻ đáng để bạn tức giận chính là bản thân bạn. Hãy tức giận với chính mình vì đã để thời gian trôi qua vô nghĩa. Hãy tức giận với chính mình vì đã quá dễ dãi với những vui thú tầm thường. Hãy tức giận với chính mình vì đã không thật sự nỗ lực hết mình. Bởi suy cho cùng, nguyên nhân thất bại chính là bạn, tuyệt đối không phải ai khác. Liên tục lướt Facebook đếm like, tranh cãi bàn luận vô bổ về giới showbiz, trì hoãn lười nhác tiêu cực trong công việc và cuộc sống, hành động vô nghĩa không thể mang lại cuộc đời ý nghĩa. Hãy tức giận với bản thân, nhưng làm ơn đừng thức dậy mỗi ngày và để nỗi ám ảnh về những gì đã xảy ra dằn vặt bạn. Không có lý do gì để bạn khóc lóc cho cái tôi hèn yếu hơn miệng đời. Không có lý do gì để bạn cứ đứng yên tại chỗ và mặc kệ bản thân tàn bạo. Không có lý do gì để bạn tiếp tục nhìn thời gian trôi vào hư không. Đừng trừng phạt tương lai bằng những lỗi lầm trong quá khứ. Hãy tha thứ cho bản thân. Thất bại đâu có nghĩa là kết thúc. Thất bại chỉ là những trạm nhỏ trên hành trình đầy cam go của cuộc sống. Thất bại vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Nếu bạn mắc kẹt và cùng đường, hãy tự tạo con đường để bước tiếp. Nếu mỏi, hãy dừng chân. Nếu mệt, hãy nằm nghỉ. Nhưng làm ơn, đừng bỏ cuộc. Bởi mọi quyết định bỏ cuộc luôn là quá sớm. Kẻ trụ lại đến cùng mới là người chiến thắng. Thậm chí nếu bạn đã bỏ cuộc, thì việc làm lại từ đầu cũng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là quá muộn. Nếu bạn đủ dũng cảm tha thứ cho bản thân để bắt đầu lại một năm trọn vẹn và rực rỡ, hãy ngay lập tức viết ra những mục tiêu, dự định và kế hoạch thực hiện. Mọi chuyện có rõ ràng thì mới dễ dàng. Kết quả ngoại hạn đến từ kế hoạch ngoại hạn. Mục tiêu ngoại hạn cần sự tập trung ngoại hạn. Tinh thần ngoại hạng tạo ra con người ngoại hạng. Lựa chọn thuộc về bạn.